Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 372 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ trong đạo quân điện, Nguyên Mẫu Điện Chủ và các đạo quân rung động, cảm ứng hơi thở của Giang Nam biến mất trong thông thiên các. Mặc cho bọn họ cảm ứng thế nào, cũng không tìm được hơi thở của Giang Nam. Đã có chuyện gì vậy? Tại sao Đế Giang biến mất trong thông thiên các như vậy? Những tồn tại như bọn họ toàn là nhân vật cường đại nhất, dù là bất cứ một đạo quân nào đi ra khỏi đạo quân điện cũng chấn động từ xưa đến nay. Chấn động các thời đại, năng lực cảm ứng của bọn họ mạnh mẽ biết bao. Dù Giang Nam có thể giấu hơi thở hay tung tích của mình thì không thể giấu cảm ứng của bọn họ được. Hiện giờ Giang Nam biến mất khỏi thông thiên khác, biến mất hoàn toàn. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi thông thiên khác mở ra đến bây giờ. Trọng Hòa Đạo Tôn quay đầu lại nhìn Nguyên Mẫu nói: Nguyên Mẫu Điện Chủ, chuyện gì đấy? Trọng Hòa Đạo Tôn trầm giọng hỏi: Cửa thứ năm trước giờ chưa từng xảy ra tình huống này. Điện chủ là tồn tại xa xưa nhất, hiểu rõ thông thiên các nhất. Hay cửa thứ năm thông thiên các có bí ẩn khác vậy? Nguyên Mẫu Điện Chủ lộ ra biểu tình giật mình, trầm ngâm giây lát sau lắc đầu nói: Thông thiên các là hai vị điện chủ sơ đại thành lập ra, bên trong có thần diệu mà ta không tìm hiểu thấu được, tự động cướp thiên địa huyền cơ, đoạt tạo hóa đại đạo. Trong đó từ cửa thứ 5 bắt đầu cướp từ thời đại nguyên khởi đến 20 thời đại, tự thành một hệ thống không gian. Các người 22 loại thử thách khác nhau. Chúng ta đi vào trong đến cửa thứ 5 sẽ bị thông thiên khác tự động chọn một thời đại đưa vào trong thử thách kia. Các đạo quân cổ xưa gật đầu nói: Những tụ điểm thời đại này là thông thiên khác cướp các thời đại giành tụ điểm thời đại. Thử thách cửa thứ 5 là rơi vào một tụ điểm thời đại, tham ngộ ra tiên thiên đạo tâm, tiên thiên đại đạo, vững vàng, không thể phản bác thì mới ra ngoài được, luyện thành tiên thiên bất diệt chi linh. Thời gian thoát ra dài hay ngắn, đại biểu cho tham ngộ của đạo quân, cao hay thấp. Vô Cực Điện Chủ từ cửa thứ 5 lĩnh ngộ ra tiên thiên nhân quả. Quảng Đô Điện Chủ lĩnh ngộ ra tiên thiên tịch diệt, tốn thời gian rất ngắn. Đặc biệt Quảng Đô Điện Chủ chớp mắt lĩnh ngộ ra tiên thiên tịch diệt, xóa tan tụ điểm thời đại đó. Một hơi vượt ái. Những tụ điểm thời đại này nằm trong thông thiên các. Nếu Đế Giang rơi vào bất cứ tụ điểm thời đại nào đều sẽ bị chúng ta cảm ứng được. Tại sao hơi thở của Đế Giang lại hoàn toàn biến mất như vậy, như thể biến mất khỏi đạo quân điện vậy? Nguyên Mẫu Điện Chủ khẽ thở dài: Ta cũng không biết được. Nguyên Mẫu Điện Chủ lòng máy động, bay ra cây cột đá, nhẹ nhàng lướt đi. Không lâu sau, Nguyên Mẫu Điện Chủ rời khỏi đạo quân điện, đi ra phía sau. Đạo quân điện sừng sững trong tận cùng thời gian và không gian. Đằng sau không phải là tận cùng thời gian và không gian, còn phải qua một đoạn nữa mới đến tận cùng. Tận cùng thời gian và không gian là trận tịch diệt kiếp vô cùng đáng sợ, kiếp nạn phá hủy, tiêu diệt tất cả, như vòng xoáy siêu khủng bố. Đạo quân điện ngừng ở bên ngoài vòng xoáy, hủy diệt tất cả, dường như tùy thời bị cuốn vào trong, hoàn toàn hủy diệt. Nơi này có một thân hình cô đơn đứng nhìn ra xa. Quả nhiên là ngươi mà. Nguyên Mẫu Điện Chủ quen biết thân hình cô đơn kia, tiến tới gần hỏi: Ngươi chịu quay về rồi sao? Chịu quay về nhìn đạo quân điện tự tay ngươi sáng lập ra sao? Phải rồi, Đế Giang biến mất khỏi thông thiên khác có phải là do ngươi động tay động chân hay không? Ngươi đưa Đế Giang đi đâu vậy? Thân hình cô đơn quay lại, lộ ra khuôn mặt tiên phong đạo cốt. Đó chính là Nam Quách Tiên Ông. Trước giờ nàng luôn hỏi nhiều vấn đề, đây là nguyên nhân ta trốn nàng. Nam Quách Tiên Ông khẽ thở dài: Đế Giang không ở trong đạo quân điện, ta đưa hắn đến một nơi kỳ diệu. Quả nhiên là do ngươi phá rối mà.
Nguyên Mẫu Điện Chủ nghiến răng nói: mới vừa rồi ta còn suy nghĩ ai có thể phá rối ngay trước mặt ta mà ta không phát hiện ra được. Chỉ có ngươi mới có bản lĩnh này. Sau đó ta nghĩ nếu ngươi trở về sẽ xuất hiện ở đâu, nên ta qua đây thử xem, quả nhiên là ngươi ở đây. Lần trước ngươi trốn thoát được, để xem lần này còn chạy được hay không. Nam Quách Thiên Ông bật cười nói: nếu ta muốn trốn thật thì nàng có thể ngăn được hay sao? Ta chỉ sợ thấy những người đã chết thôi. Nguyên Mẫu Điện Chủ im lặng thật lâu, khẽ thở dài: đúng là nhiều người đã chết đi. Người đứng đây là ai nấy năm xưa lỡ tay giết bằng hữu chi cốt hay sao? Nam Quách Thiên Ông im lặng nhìn Tịch Diệt Kiếp tận cùng. Giữa phía cuối Tịch Diệt Kiếp và Đạo Quân Điện có một thân thể cực kỳ cường đại ngồi ngay chính giữa. Bóng người đó siêu mạnh, tận cùng Tịch Diệt Kiếp cũng không thể hút vào kiếp được. Hắn đã chết rồi. Nguyên Mẫu Điện Chủ lên tiếng nói: trong trận đấu cuối cùng của hai người các ngươi không chút giữ lại, thần hồn của hắn cũng đã tan biến rồi. Không, hắn sẽ quay về. Nam Quách Thiên Ông kiên quyết nói: chắc chắn sẽ trở về. Năm xưa ta lỡ tay giết hắn, không kiềm chế được mà hét to tên Đế Giang, muốn chiêu hồn hắn. Tiếng vang vọng trong hỗn độn ngàn ức năm, dao động 20 thời đại. Thời gian dài như vậy, thế nào cũng nên chiêu được chút tàn hồn. Nguyên Mẫu Điện Chủ giật mình, hét lên thất thanh: tiếng Đế Giang lặp lại bên trong hỗn độn là tiếng vọng của ngươi hay sao? Nam Quách Thiên Ông mỉm cười danh mãnh: sao, không ngờ đúng không? Tiếng vọng của ta chẳng những đánh lừa Tịch Diệt, Vô Cực, hai người xứ lạ Đế và Tôn cũng bị dắt mũi theo, cho rằng hỗn độn sinh ra ý chí thật, sắp tạo ra một tồn tại không biết tên là Đế Giang. Những cái tên kia bị ta lừa, thật ra chỉ là ta gọi cái tên khốn Đế Giang kia thôi. Nguyên Mẫu Điện Chủ lườm Nam Quách Thiên Ông, nàng bực bội nói: ta cũng bị ngươi lừa chết đi, ta còn tưởng đâu Huyền Thiên chính là Đế Giang chưa biết kia. Nguyên Mẫu Điện Chủ biến sắc mặt, hét lên thất thanh: Đế Giang, Đế Giang. Nguyên Mẫu Điện Chủ nhìn thi thể tồn tại kia ở đằng trước tận cùng Tịch Diệt Kiếp, nàng kinh hoàng. Nguyên Mẫu Điện Chủ kinh kêu: ý của ngươi là hắn đã trở về thật sự hay sao? Sao có thể? Nam Quách Thiên Ông im lặng một lúc lâu, cười nói: nhớ mãi không quên sẽ có hồi tưởng. Hồi tưởng ngàn ức năm hỗn độn, không chừng thật sự dẫn đến biến đổi mà ta không nắm bắt được. Có lẽ bằng hữu chí cốt của ta trở về thật. Có lẽ. Nỗi lòng của Nguyên Mẫu Điện Chủ rung động, thật lâu sau hiểu ra, nàng vội hỏi: Đế Giang bị ngươi đưa đi đâu rồi? Nam Quách Thiên Ông làm bộ dáng cao thâm khó dò, mỉm cười nói: đưa tới chỗ hắn nên đi. Lại nói, cũng trong lúc đó, Thái La Đạo Quân, Hoàng Thệ Đạo Quân, Thần Dị Đạo Quân, Thiên Sơ Đạo Quân đến. Thái Khư Thiên, bốn đạo quân xa xưa nhất cùng nhau giáng xuống, ngồi quay quanh Giang Nam, tìm kiếm thần thức, thần hồn, đạo quả của hắn. Thật lâu sau, bốn đạo quân nhíu chặt mày. Thái La Đạo Quân trầm ngâm nói: Quỳnh Hoa Phu Nhân, Thái Khư Tiểu Hữu nhập mộng quá nhiều lần, các ký ức cộng lại cỡ ngàn ức năm. Ký ức trong hiện thực của Thái Khư chỉ có 9.000 vạn năm, so với ngàn ức năm thì quá ít, nên mới bị những ký ức trong mộng che mờ, không phân rõ hiện thực cùng ảo ảnh. Đúng vậy. Hoàng Thệ Đạo Quân khẽ thở dài: Thái Khư Tiểu Hữu là kỳ tài ngút trời, chúng ta rất phục thủ đoạn lấy mộng nhập đạo, thế nhưng công pháp này quá nguy hiểm, dễ lạc mất mình. Bây giờ Thái Khư đã bị lạc rồi. Thiên Sơ Đạo Quân lắc đầu nói: chứng bệnh kỳ lạ này thì chúng ta cũng chịu thua, bó tay, đành hy vọng Thái Khư tự tỉnh lại vậy. Quỳnh Hoa Phu Nhân nhíu chặt chân mày, lo lắng nói: lão gia nhà ta đến khi nào mới tỉnh táo trở lại đây? Thần Dị Đạo Quân cười nói: Quỳnh Hoa Phu Nhân đừng quá lo, theo ta thấy qua một thời gian là Thái Khư Tiểu Hữu sẽ chứng đạo quân. Nếu Thái Khư chứng đạo quân sẽ trở thành chúa tể đại đạo, khi đó mọi tật bệnh tự nhiên sẽ lành lại. Quỳnh Hoa Phu Nhân vừa mừng vừa sợ, vội cảm ơn Thái La Đạo Quân, Hoàng Thệ Đạo Quân, Thiên Sơ Đạo Quân và Thần Dị Đạo Quân. Bốn đạo quân đáp lễ: đừng khách sáo, đừng khách sáo.
Giang Thái Khứ là thiên kiệt của Nguyên Đạo ta, có chút tình cảm với chúng ta, chuyện này nên làm, nên làm. Giang Nam cũng đứng lên tiến bốn đạo quân. Hắn thầm nghĩ, cái thời đại Nguyên Đạo này thật kỳ lạ. Đại đạo thời đại khác là cố định, ví dụ thời đại chú đạo thì chỉ có thể tu luyện chú đạo, thời đại ma đạo chỉ có thể tu luyện ma đạo. Đại đạo của thời đại Nguyên Đạo muôn vàn chủng loại, các đạo quân tu luyện các đại đạo khác nhau. Công Giã Càn tu luyện đại đạo Thái Sơ khác hẳn bốn đạo quân này. Thời đại Nguyên Đạo, đạo không định hình, không có đại đạo thống nhất được. Thời đại Tiên Đạo, trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, thế nhưng lấy tiên đạo làm gốc, vì vậy trăm nhà phát triển dựa trên cơ sở tiên đạo. Nếu có ai không tu tiên đạo sẽ bị thời đại tiên đạo bài xích, bị nán. Giang Nam sâu sắc cảm nhận được điều đó. Thế nhưng thời đại Nguyên Đạo không có vách tường hạn chế giữa các đại đạo, mỗi người chỉ cần có đủ tài hoa là có thể phát triển đại đạo của mình, tự chứng đạo thành tiệu đạo quân. Thời đạo Nguyên Đạo khác hẳn với thời đại tiên đạo. Giang Nam khẽ thở dài, rốt cuộc ta ở trong ảo mộng mơ thấy thời đại Nguyên Đạo, hay ta đúng là Giang Thái Khư của thời đại Nguyên Đạo đây? Thời đại tiên đạo chỉ là một đoạn ngắn của giấc mơ thôi sao? Giang Nam thấy dao động, hắn thầm nghĩ, thần dị đạo quân nói nếu ta chứng đạo quân là sẽ không bị lạc, lời này đúng. Sau khi ta chứng đạo quân đúng là có thể phát hiện điều khác lạ. Nếu đây là giấc mơ, ta chỉ mộng thời đại Nguyên Đạo, trong mơ ta chứng đạo quân, trong hiện thực ta cũng sẽ không lên cảnh giới đạo quân, vẫn ở mức thiên quân. Với bản lĩnh của ta có thể dễ dàng cảm ứng thực lực trong mơ và hiện thực khác biệt. Do đó phân chia ra Nguyên Đạo là mơ hay tiên đạo là mơ, cái nào sẽ là hiện thực? Thời gian trôi qua, bất giác đã qua trăm vạn năm. Tu vi của Giang Nam càng lúc càng mạnh. Công Giã Càn tìm hắn vài lần, hai người đánh nhau có thắng có thua. Giang Nam còn chủ động tìm Công Giã Càn đánh nhau, bởi vì Công Giã Càn là cường giả hiếm thấy, ngộ tính, tư chất, thực lực đều là đối thủ tốt cho Giang Nam. Có đối thủ bằng hữu thân như vậy thúc giục Giang Nam không ngừng tiến bộ. Giang Nam không nhập mộng nữa. Trong các cuộc tranh đấu, hắn dần tới gần cảnh giới đạo quân. Tại Thái Khư Thiên, Giang Nam hít sâu đi đến Thái Khư bí cảnh. Đây là thánh địa Giang Nam tìm được, nguyên thủy chi khí cực kỳ dồi dào. Rốt cuộc cũng sắp chứng đạo quân rồi. Giang Nam bỗng thấy một thiếu nữ thanh tú cũng có mặt trong bí cảnh, là một tiểu thiếp của hắn. Nữ nhân mặt mày xinh đẹp, yên tĩnh và đáng yêu. Nàng tên là Thiên Tú Thánh Nữ. Lúc Giang Nam đi du lịch gặp nàng rồi yêu nhau, bỏ lại vợ cả và vợ bé làm chuyện bậy bạ. Sau đó Giang Nam đưa thiếu nữ về nhà. Thiên Tú Thánh Nữ đang vẽ tranh trong bí cảnh, định vẽ bức tranh cho Giang Nam. Khuôn mặt Thiên Tú Thánh Nữ xinh đẹp cho Giang Nam cảm giác quen thuộc, rất giống Thiên Phi Đạo Tôn. Trong mơ luôn đứng chờ trước đạo quân điện đợi tình nhân quay về. Thiên Tú Thánh Nữ trước mắt có đúng là Thiên Phi Đạo Tôn hay không? Thiên Phi Đạo Tôn đứng chờ tình nhân trước đạo quân điện là ai? Hay Thiên Phi Đạo Tôn chỉ là một hình tượng trong mộng của Giang Nam? Thiên Tú Thánh Nữ là bản gốc hay sao? Giang Nam lấy lại bình tĩnh cười hỏi, Thiên Tú, nàng đang vẽ cái gì vậy? Thiên Tú Thánh Nữ ngước lên cười ngọt ngào nói, ta đang vẽ tranh Thái Khư chứng đạo. Giang Nam chưa từng thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt Thiên Phi Đạo Tôn. Nàng cho cảm giác lạnh băng, hờ hững, như thể thời gian quá lâu đã hóa đá, vui buồn hờn giận, thất tình lục dục của Thiên Phi Đạo Tôn. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có cảm xúc gì. Giang Nam bật cười, sao, tranh Thái Khư chứng đạo sao? Là định vẽ cảnh ta chứng đạo hay sao? Giang Nam thấy trìu mến trước hành động của thiếu nữ. Về việc cưới nhiều nữ nhân, trong ký ức của Giang Nam có lý do giải thích nhảm nhí như sau. Tình yêu người phàm kéo dài 6-70 năm đã là thiên trường địa cửu, đầu bạc răng long, biển cạn đá mòn, trề già đất cỗi. Tình yêu người phàm qua 6-70 năm đã là ghê gớm. Còn tồn tại như Giang Nam, mạng sống dài hàng ức năm thì có thể hâm nóng một tình yêu trong bao lâu được đây? Hắn phong hoa tuyết nguyệt, lưu tình khắp nơi. Mỗi đoạn tình yêu lâu còn hơn tình cảm mấy chục năm của người bình thường, càng thêm khắc cốt minh tâm. Hắn sẽ không quên người cũ, nên bao nhiêu tình yêu cũng chẳng có gì cả. Quan trọng nhất là Giang Nam đến với mỗi một nữ nhân là thật lòng, tình yêu đích thực, điều này chưa từng thay đổi. Giang Nam nỗi lòng cảnh giác. Thật kỳ lạ, chắc đây là ký ức
hai đại điện chủ sáng tạo ra đạo quân điện đã ngụy tạo ra. Ta suýt nữa đã chấp nhận cái mớ lý luận bậy bạ hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện nhét vào não ta. Nếu ta cũng vui quên trời đất trong tiên giới thì hậu cung đã lật trời. Sau này tai nạn lớn nhất tiên giới không phải mấy đạo quân tiền sứ làm mưa làm gió, mà là hậu cung bốc lửa kìa. Những gì Giang Nam đã trải qua mơ hồ giới hạn hiện thực và mộng. Theo thời gian trôi qua, cảm giác hoang mang càng mãnh liệt hơn. Giang Nam cảm thấy mỗi người bên cạnh mình là vật sống, không phải tưởng tượng, không bị người chế tạo ra, là sinh mệnh thật sự. Thời đại chưa được đặt tên là nguyên đạo này cũng là thời đại sống động, sao có thể do người tạo ra được đây? Không chỉ thế, Giang Nam cảm ứng tình yêu từ tận đáy lòng mình. Hắn yêu thê tử, yêu vợ bé, tiểu thiếp nhiều vô số kể, yêu nhi nữ của mình. Khi Giang Nam giao lưu với các đạo hữu khác cùng chung chí hướng, hắn cảm nhận được tình bạn thâm sâu. Nhất là khi đối diện với Công Giã Càn, Công Giã Tiên Sinh, hắn cảm nhận tình cảm đồng long chung sức, đạo ta không đơn độc. Giang Nam thích thời đại đầy hấp dẫn này, hắn quý trọng mọi thứ ở trước mắt. Chứng đạo nguyên thủy đạo quân, chỉ có chứng nguyên thủy đạo quân mới phân chia được ảo và thực. Giang Nam không suy nghĩ mấy chuyện làm hắn nhức đầu nữa. Chỉ cần chứng đạo quân thì mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết dễ dàng, sẽ không có chuyện kỳ lạ gì gây khó khăn cho Giang Nam được. Giang Nam chuẩn bị việc chứng đạo đã lâu, tu vi đến cảnh giới đại viên mãn thiên quân. Các kinh nghiệm nhập mộng tích lũy hơn 20 lần chứng đạo quân. Khi giao lưu với các cường giả thời đại nguyên đạo, nhất là các cuộc chiến với Công Giã Càn, đẩy Giang Nam lên đỉnh trước giờ chưa từng có, được trình độ lĩnh ngộ cao hơn. Nội tình của Giang Nam đã đến chứng đạo quân nước chảy thành sông. Giang Nam ngồi trong thái cư bí cảnh, khí huyết bộc phát, màu máu và hơi thở thoáng chốc tràn ngập bí cảnh. Thái cư bí cảnh không chịu nổi khí huyết của Giang Nam, khí huyết tựa sóng biển lan tràn bốn phương tám hướng. Không lâu sau, khí huyết bao phủ 300 ức ngân hà tinh hệ của thái cư bí cảnh. Mọi người, mọi sinh linh cảm ứng khí thế của cường giả đỉnh thiên lập địa vĩ đại bao la. Khí huyết của Giang Nam bắt đầu co rút lại, rút nhỏ thật nhanh, hơi thở dần suy sụp, khí thế giảm thấp dần, đại đạo lắng động. Một năm qua đi, khí huyết của Giang Nam quay về cơ thể, khí thế kinh thiên động địa cũng biến mất. Người ta không còn cảm nhận hơi thở của Giang Nam nữa. Trong người Giang Nam như không có năng lượng nào di chuyển, đại đạo cũng cô quạnh, hơi thở sự sống cũng biến mất. Lại qua một năm, Giang Nam ngồi yên không nhúc nhích. Nguyên thủy chi khí lao vào bí cảnh, nhập vào cơ thể của Giang Nam. Nhưng Giang Nam như đã chết, không có chút hơi thở nào. Một năm rồi lại một năm qua đi, bất giác đã trăm năm. Hôm nay trong cơ thể Giang Nam đột nhiên vang lên một tiếng nổ điếc tai, như đạo âm khai thiên tích địa. Năng lượng cực kỳ dồi dào bộc phát từ cơ thể Giang Nam, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khủng bố. Dần có hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện đặc biệt phát ra từ người Giang Nam. Đạo âm vô cùng huyền diệu, như tiên nhạc, thần khúc từ thiên ngoại truyền đến. Một đạo âm khác truyền ra, đạo âm thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Càng ngày càng nhiều đạo âm tụ tập thành dòng lũ, tiết tấu lan rộng ra, như tuyên bố với vũ trụ rằng một đạo quân vô cùng cường đại đã được sinh ra đời. Trong cơ thể Giang Nam như có vũ trụ mở mang, không ngừng khuếch trương, khai sáng, tự hoàn thiện mình. Tình huống này không khác gì vũ trụ thật mở mang. Ngoài người Giang Nam thì hiện ra muôn vàn dị tượng, ánh sáng lấp lánh, kim tuyền ùa ra, hư không sinh điện, long phượng cùng bay. Tất cả chỉ là vài loại nhỏ bé trong muôn vàn dị tượng. Giang Nam đang tự chứng bản thân, tự chứng đạo, tự chứng thân, lấy mình làm hỗn độn mở mang vũ trụ hồng hoang. Bản thân là đạo chủ đại đạo, là đạo quân. Đại đạo thời đại nguyên đạo, đạo vô định hình, có thể nói là thời đại đạo vô thường, pháp vô thường thật sự, không có nhiều hạn chế, khuôn sáo như đời sau, có thể tự chứng bản thân hoặc chứng đạo thiên địa, không bị gò bó. Nếu đổi lại là thời đại tiên đạo, không chứng thiên địa đại đạo sẽ bị tiên đạo coi là khác loại, không hòa hợp với thiên địa sẽ gặp nạn. Thời đại nguyên đạo càng bao dung hơn. Thật lâu sau, vũ trụ trong cơ thể Giang Nam khai sáng, phát ra đạo âm dần bình lặng, cuối cùng cũng thành tựu nguyên thủy đạo quân. Giang Nam mở mắt ra, cảm ứng kỹ năng lượng bao la mênh mông trong cơ thể, cảm nhận nguyên thủy đại đạo chứa hết tất cả biến thành của mình, nỗi lòng kích động. Đạo quân của ta đã thành, bây giờ rốt cuộc có thể tìm hiểu thời đại nguyên đạo là ảo cánh
hay thời đại tiên đạo là mộng? Nam Quách Thiên Ông, ngươi đừng hòng mà lừa dối ta. Giang Nam cười lớn, bá khí đạo quân chấp trường một thời đại bắn ra từ người hắn, phóng lên cao, lay động trời trăng sao. Đạo quân là chủ thiên địa, là chúa tể thiên địa, là chúa tể đại đạo. Hiện giờ Giang Nam mạnh đến nỗi đám đạo quân tiền sử như Thái La, Hoàng Thệ cũng không theo kịp. Hơn nữa Giang Nam luyện thành bốn vị một thể, thân thể, nguyên thần, đại đạo, đạo quả, biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Tiên thiên bất diệt linh quang đẳng cấp đạo quân, một hành động nhấc một ngón tay thôi đem đến uy lực mạnh còn hơn tiên thiên pháp bảo. Giang Nam cười lớn, tiếng cười thấp dần đến nhỏ như mũi kêu. Thật lâu sau bốn phía yên lặng. Không cảm ứng được cơ thể trong hiện thực, ta không cảm ứng được thân thể ở thời đại tiên đạo. Biểu tình của Giang Nam đờ đẫn, đả kích lớn lao làm cho đầu óc của hắn trống rỗng. Giang Nam cứ nghĩ chứng đạo quân rồi, giữa đạo quân thời đại nguyên đạo và thiên quân thời đại tiên đạo sẽ chênh lệch thực lực rất lớn. Cảm ứng kỹ một chút là phân biệt ra ngay thời đại nguyên đạo có phải là mộng hay không. Hiện giờ Giang Nam đã chứng đạo quân, thế nhưng không cảm ứng được cơ thể của mình trong thời đại tiên đạo. Chỉ có một lời giải thích, đó là thời đại tiên đạo đúng là giấc mơ của ta. Giang Nam cay đắng nhớ lại những gì trải qua trong mơ, trong thời đại tiên đạo. Nhiều khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, rất chân thật, không giống với mơ. Hiện thực là thời đại tiên đạo chỉ là giấc mơ. Giang Nam lẩm bẩm nói, thời đại tiên đạo thật sự là giấc mơ của ta, hư cấu khi nhập mộng hay sao? Vậy tại sao mắt ta lại rơi lệ? Hai hàng nước mắt của hắn tuôn trào. Tại sao ta lại thấy bi thương quá? Tại sao ta lại thấy lưu luyến như vậy? Lưu luyến đậm đặc đến nỗi trời già đất cỗi, vũ trụ tịch diệt cũng không muốn từ bỏ như vậy. Thê tử của ta, tỷ tỷ của ta, nhi nữ của ta, tìm ta đau quá, tại sao lại đau đến độ sắp tan nát như vậy? Đột nhiên giọng Kình Hoa phu nhân vang lên, lão gia đã chứng đạo quân. Vô số thần nữ reo hò chạy vào thái khư biết cảnh, bay tới chỗ Giang Nam. Quỳnh Hoa phu nhân dắt Giang Ái Quỳnh cười bước tới. Giọt lệ bốc hơi, Giang Nam không tỏ ra khác lạ, đi hướng đám người. Giang Nam cười nói, phu nhân, ta đã nhớ ra, thời đại tiên đạo chỉ là giấc mơ. Bộ dáng Giang Nam rất vui vẻ, tiếng cười như từ phương xa vọng lại, xa lạ đến đáng sợ. Ta sẽ không nhập mộng nữa, sẽ không rời xa các ngươi. Các nữ nhân giật mình cùng reo lên. Bên trong thái khư bí cảnh, không khí hân hoan. Quỳnh Hoa phu nhân kích động, hốc mắt đỏ ửng, quay đầu lau khóe mắt. Quỳnh Hoa phu nhân mỉm cười nói, lão gia trở về là tốt rồi, là tốt rồi. Giang Nam cảm thấy hắn như biến thành người lạ, dịu dàng ôm Quỳnh Hoa phu nhân vào lòng. Giang Nam nhìn Thiên Tú thánh nữ, hắn cười nói, Thiên Tú, nàng vẽ tranh xong chưa? Thiên Tú thánh nữ ngơ ngác nhìn bức tranh trong tay mình, im lặng thật lâu. Mắt Thiên Tú thánh nữ ngấn lệ, nghe Giang Nam hỏi thì vội lau giọt lệ. Giang Nam tiến lên xem tranh, đứng trước bức tranh thật lâu, lại lấy tấm gương ra soi. Giang Nam mỉm cười khẽ nói, Thiên Tú, nàng đang vẽ ta hay sao? Tại sao trong tranh lại bi thương như vậy? Thiên Tú thánh nữ giật mình, các nữ nhân chạy lên xem, thấy nam nhân điển trai chứng đạo, muôn vàn dị tượng. Tuy nhiên, nam nhân không vui chút nào, mi mắt rú xuống, bi thương rơi lệ. Một thiếu nữ thanh tú lau nước mắt nói, thật kỳ lạ, rõ ràng trong tranh là lão gia, thế nhưng tại sao lão gia lại buồn như vậy, làm ta nhìn không nhịn được mà muốn khóc theo rồi. Lão gia trong tranh như trái tim tan nát vậy. Giang Nam cười hỏi, Thiên Tú, tặng bức tranh này cho ta được không, ta muốn cất giữ nó. Thiên Tú thanh nữ nói ngay, vốn vẽ tranh cho lão gia, nếu lão gia mến Thiên Tú thì xin đừng làm hỏng tranh. Giang Nam gật đầu trân trọng cất tranh, lòng như có một tảng đá to rơi xuống. Giang Nam cười nói, bây giờ ta đã tỉnh lại, các ngươi đừng quá lo cho ta. Ta thuộc về thời đại này, sẽ không bị giấc mơ trói buộc nữa đâu. Đạo của ta đã thành tiểu, không cần nhập mộng nữa đâu. Quỳnh Hoa phu nhân và các thiếu nữ thở phào, lão gia tỉnh lại là tốt rồi, thiếp thân đi thông báo cho nhóm công giã tiên sinh, bọn họ sẽ rất vui mừng. Giang Nam cười gật đầu. Sau khi Giang Nam chứng đạo, không lâu sau
Công Giá Càn cũng chứng đạo quân. Hai người đều là tồn tại cường đại nhất đương thời, vừa chứng đạo quân liền được công nhận là đạo quân mạnh nhất. Các đạo quân nổi danh lâu năm như Thái La đạo quân, Hoàng Thệ đạo quân, Thiên Sơ đạo quân, Thần Dị đạo quân cũng xấu hổ không bằng. Bất giác 5.000 năm lướt qua, tu vi của Giang Nam dần thâm sâu, dung nhập vào thời không thiên địa này. Thời đại tiên đạo trong mơ không còn đem lại ảnh hưởng gì cho Giang Nam. Giang Nam như đạo quân sinh trưởng tại đây, tham gia các sự kiện trong thời đại này, dấn thân vào lịch sử, thúc đẩy các việc lớn xảy ra. Hôm nay tất cả đạo quân thời đại này tụ tập lại với nhau, tổ chức đại hội luận đạo trước giờ chưa từng có trong Thái Khư Thiên, được gọi là Thái Thư Cảnh Đạo Hội. Trong đạo hội, tài nghệ của Giang Nam chấn áp quần hùng, xưng thiên đế. Công Giá Càn ngang hàng với Giang Nam, xưng tôn, đặt tên thời đại thần đạo là thời đại nguyên đạo. Vũ trụ thống nhất, đế thống trị thiên địa càn khôn, chuyển Thái Khư Thiên, thiên cao nhất nguyên đạo, tạo đế cung, phong Quỳnh Hoa phu nhân làm chính cung đế hậu nương nương. Mấy thề thiếp khác được phong làm nương nương, làm tần phi. Hậu duệ của đế cũng dần nhiều lên, thiên tử, thiên nữ nhiều không đếm xuể, được công pháp phong đến các nơi sinh sản, trở thành đế tộc khổng lồ. Công Giá Càn được gọi là thiên tôn, tự thành lập thiên địa. Nhưng Công Giá Càn là kẻ bất cần đời, lười biếng, cho đến nay không có hậu duệ. Nghe đồn có một nữ đạo quân luôn đi Thái Sơ Thiên. Công Giá Càn liên tục trốn tránh, ngẫu nhiên trốn tới chỗ của Giang Nam. Quỳnh Hoa nương nương hỏi thăm nữ tử tên là Nguyên Thanh, rất chi tình Công Giá tiên sinh. Công Giá Càn và nàng từng có một đoạn nhân duyên, nhưng tên này không quen bị người trói buộc. Quỳnh Hoa nương nương, Giang Nam định ghép đôi cho hai người, tác hợp cho bọn họ. Nhưng Công Giá Càn như thỏ già, đánh hơi gió thổi, cỏ lay là trốn ngay. Giang Nam cũng không túm đuôi được gã. Quỳnh Hoa nương nương bực bội nói: thật là cái con thỏ già, khó chơi mà. Thiên đế thiên tôn trị thế, thời đại nguyên đạo phồn vinh, hưng thịnh hân hoan. Thời đại nguyên đạo có thiên địa đại bảo, nhiều không đếm xuể, là một thời đại vô cùng phồn vinh. Thiên địa linh khí tụ tập, thường có sinh linh cường đại được sinh ra đời. Sau khi đế tôn trị thế, có rất nhiều đạo quân xuất hiện, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Bất giác lại qua 20 ức năm, thời đại nguyên đạo đặt đến đỉnh hưng thịnh. Tu vi của thiên tôn thiên đế càng sâu không lường được. Nơi hai người cư ngụ có dị tượng vô vàn, cực kỳ thần thánh, biểu thị cho pháp lực thần thông vô biên. Có người đoán thiên tôn thiên đế đã đến tận cùng đại đạo, vượt qua đạo quân đến cảnh giới huyền diệu khó lường. Có người nói hai vị tồn tại này vẫn ở mức đạo quân, còn kém một chút mới tới cảnh giới đó. Hôm nay nguyên đạo vũ trụ, chư thiên an ninh, đột nhiên trên đỉnh trời, lòng Giang Nam rung động. Giang Nam nhíu mày đi ra đế cung, cúi nhìn thiên địa, thiên hạ thịnh vượng, không tai không kiếp. Công Giá Càn như cơn gió vọt tới bên cạnh Giang Nam, nhìn chằm chằm vũ trụ bên dưới. Giang Thái Khư, người cũng cảm nhận được điều đó đúng không? Công Giá Càn hỏi dồn. Mới rồi, ta đang bế quan, đột nhiên tim đập chân run, cảm ứng được đại đạo đang mục ruỗng. Vô hình chung, ẩn những kiếp số có thể phá hủy tất cả. Giang Nam gật đầu nói. Ta cũng cảm giác được nó. Đại đạo thời đại nguyên đạo đến tột đỉnh hưng thịnh, sau đó bắt đầu suy sụp. Cùng với suy sụp là tịch diệt kiếp ẩn nhưỡng. Trong mơ, ta biết đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa này. Những gì liên quan đến thời đại nguyên đạo đều sẽ bị hủy trong kiếp số, không còn tồn tại. Thời đại nguyên đạo sẽ biến thành truyền thuyết, không thể chứng thực được. Công Giá Càn giật mình kêu lên. Sao? Mọi người đều chết sao? Bao gồm ngươi và ta sao? Đúng vậy, mọi người sẽ chết, bao gồm ngươi và ta. Thời đại càng mạnh thì kiếp số càng mạnh. Thời đại nguyên đạo có quá nhiều đạo quân, đông đảo cường giả. Kiếp số này cực kỳ khủng bố, ngươi và ta cũng không may mắn thoát khỏi. Giang Nam nhẹ giọng nói. Rất nhanh các đạo quân khác sẽ cảm giác khác lạ, rồi mấy ức năm sau tất cả thần đều cảm nhận được. Trong thiên địa suy giảm đại đạo, uy lực đạo pháp thần thông sụt giảm, tuổi thọ cũng dần rút ngắn lại. Bây giờ sinh linh bình thường không tu luyện có thể sống 3.000 tuổi, nhưng đến lúc đó bọn họ chỉ sống được 800 tuổi. Lại qua mấy ức năm, bọn họ chỉ sống đến 100 tuổi. Công Giá Càn nghe vậy hết hồn, hét lên thất thanh. Người lấy mộng nhập đạo đã đến trình độ này rồi sao? Nhìn thấu chuyện tương lai sẽ xảy ra chuyện gì vậy?
Giang Nam trả lời: Vốn thần linh không bị hạn chế tuổi thọ, khi tới lúc đó thần linh sẽ có tuổi thọ lần lượt chết già đi. Theo thời gian trôi qua, tuổi thọ của thần càng lúc càng ngắn ngủi, thần thông yếu dần. Vầng sáng bao phủ trên người thần sẽ tối tăm không ánh sáng, thần sẽ mất sắc đi. Thần linh toát ra đạo hương sẽ biến mất, thay vào đó là mùi tanh mục xuống, thần mất mùi. Pháp bảo, bảo tọa của thần cũng sẽ mục xuống như vùng lầy, thần mất vị. Nguyên thần, đạo quả của thần cũng sẽ mục nát đi. Nguyên thần biến thành ám thần, thần mất đạo. Lực lượng thần sẽ dần trở nên giống người bình thường, thần mất lực. Giang Nam tiếp tục nói: Khi đó tất cả sẽ mục nát, kiếp số hủy diệt thời đại nguyên đạo sẽ đến thôi. Kiếp số hủy diệt thời đại nguyên đạo hủy diệt những mục xuống, san bằng thời đại nguyên đạo, xóa bỏ mọi dấu vết đi. Công Giá Càn nghe vậy mà rùng rợn, xoay người bỏ đi. Ta đi triệu tập đạo quân, thiên quân trong thiên hạ để bàn bạc. Ta không tin tập hợp tất cả trí tuệ, lực lượng của mọi người, thôi diễn tương lai sẽ tìm được một cơ hội sống. Giang Thái Khứ, người hãy chờ giây lát đi, ta đi rồi về ngay. Không lâu sau, Thái Khư Thiên tụ tập 3.000 đạo quân, thiên quân mạnh nhất thời đại nguyên đạo. Trong đó có khá nhiều cường giả đứng sau Giang Nam và Công Giá Càn là đại viên mãn đạo quân. Cuộc thôi diễn trước giờ chưa từng có bắt đầu. Giang Nam, Công Giá Càn dẫn đầu tập trung suy tính tương lai. Cuộc thịnh thế kéo dài 5.000 năm, suy tính nguyên lực phạm vi bao phủ của đại tịch diệt trong tương lai. Có đường sống nào cho sinh linh thời đại nguyên đạo chạy ra kiếp nạn hay không? Các đạo quan bắn ra từ Thái Khư Thiên thể hiện dị tượng vô tận. Đạo quang chiếu rọi thời đại nguyên đạo, chiếu sáng nguyên vũ trụ. Đạo âm ẩm vang khiến các sinh linh nghe rõ ràng. Thế nhưng khiến cho người tuyệt vọng đó là mặc dù bọn họ thôi diễn như thế nào đều không tìm được chút cơ hội sống. Tất cả mọi người bao gồm đế giang đều không tránh khỏi. Không khí tuyệt vọng bao phủ Thái Khư Thiên. Thiên đế, trời không tuyệt đường người, tại sao lại có trận diệt tuyệt này? Có thiên quân lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ thật sự không có một cơ hội sống nào hay sao? Giang Nam nhíu mày nói. Có một con đường. Khi ta nhập mộng, từng thấy tồn tại cường đại vô biên chế tạo ra thần điện vĩnh hằng. Người mạnh nhất đi vào thần điện, đưa thần điện đến tận cùng thời gian và không gian tương lai. Nơi đó không có tịch diệt kiếp, giữ lại một chút mồi lửa cho thời đại nguyên đạo. Công Giá Càn nhíu mày, mấy thiên quân và đạo quân khác cũng cau mày. Thật lâu sau, Thái La đạo quân chua xót nói. Thiền đế, thần điện kia có thể chứa được bao nhiêu người? Gần 100 người. Giang Nam im lặng giây lát nói. Nếu vượt qua con số này thì không thể đưa thần điện đến tương lai rời xa tịch diệt kiếp được, bởi vì nhiều người sẽ hao phí nhiều pháp lực. 100 người đó là cực hạn cho cường giả thời đại nguyên đạo chúng ta rồi. Các cường giả nhìn nhau, có khoảng 3.000 cường giả tụ tập tại đây, trong đó có 300 đạo quân, thế nhưng tối đa chỉ 100 người đi vào thần điện. Những người khác sẽ bị bỏ lại, chờ đợi mình bị hủy diệt trong tai kiếp. Đây là hiện thực tàn nhẫn biết mấy. Đạo quân điện kia ta gọi là đạo quân điện. Giang Nam trầm giọng nói. Tức là chỉ có tồn tại cường đại nhất được vào đạo quân điện. Ta và Thiên Tôn sẽ từ trung tâm vũ trụ đưa thần điện đến tận cùng thời gian và không gian tương lai, tránh né tịch diệt kiếp. Tồn tại cường đại nhất sau khi vào đạo quân điện thì tịch diệt kiếp nguyên đạo cũng giảm bớt uy lực theo. Những người ở lại chưa chắc không có đường sống. Có người khàn cả giọng hỏi. Thiền đế, cơ hội sống đó ở đâu? Ở xung quanh vị trí đạo quân điện ẩn đi. Giang Nam cay đắng nói. Tồn tại mạnh nhất đi vào đạo quân điện sẽ tạo ra một lực tràng mạnh mẽ bảo vệ điểm kia, không cho uy lực tịch diệt kiếp xông đến tương lai. Vì vậy, tồn tại ở lại nguyên đạo có thể tạo cấm khu đối kháng với tịch diệt kiếp xung quanh đạo quân điện. Nhưng có bình yên trong tịch diệt kiếp hay không thì phải dựa vào tu vi đạo quân mới sống nổi. 3.000 đạo quân, thiên quân ngồi trong Thái Khư Thiên, đạo quang chiếu rọi thiên địa, thấm nhuần hư minh. Thật lâu sau, thần dị đạo quân cười nói. Các vị, đừng nặng nề như vậy, dù sao còn một chút hy vọng, còn một đường sống. Chúng ta hãy hợp sức chế tạo đạo quân điện đi, chừa một mồi lửa cho thời đại nguyên đạo, còn tốt hơn là chết chung cả đám.
Phải, thần Di Đạo Huynh nói phải. Dù là ai sống tiếp thì Nguyên Đạo có hy vọng vực dậy. Dù chúng ta không thể vào đạo quân điện, nếu có thể chế tạo ra thần điện như vậy cũng là công đức lớn rồi. Đạo hữu sống sót đừng quên chúng ta. Thiên đế, thiên tôn, ta quyết định ở lại thử chế tạo cấm khu được không? Tương lai nếu như các ngươi vào tận cùng đại đạo, phải thử xem có thể cứu sống lại mấy nắm xương giả chúng ta hay không. Hô, các ngươi ký thác hy vọng vào chúng ta, phải đi đến được tận cùng đại đạo. Tại Thái Khư Thiên, nhiều đạo quân, thiên quân lấy pháp bảo mình dốc hết tinh lực cả đời luyện ra, nung chảy chúng nó hòa vào nhau, lại dùng đại đạo cả đời tế luyện. Giang Nam công giác càn lặp đi lặp lại tế luyện, rót linh quang vào thần điện. 20 ức năm trôi qua, thiên địa đại đạo càng lúc càng mục nát. Các thần linh trước kia không bị hạn chế tuổi thọ, bây giờ đã có tuổi thọ bắt đầu già nua chết chóc. Tuổi thọ người bình thường từ mấy ngàn năm giảm xuống còn 100 năm. Các tử tôn của Giang Nam giải rác khắp vũ trụ bắt đầu già nua cũng chết đi. Đế tộc cũng không thoát khỏi vận mệnh thiên nhân ngũ suy. Vũ trụ dần hoang vắng, khắp nơi là mộ bia, hơi thở chết chóc suy sụp, linh khí khô cạn, nơi cho người bình thường sống cũng ít dần. Đại lục vỡ ra, các mặt trời vụt tắt, linh khí còn sót lại tụ tập trên vài tinh cầu. Có người bình thường, số ít thần linh sống sót, nhiều tồn tại cường đại di chuyển trong trời sao. Có người chết trong hư không bị chôn vùi. Các thần linh may mắn sống sót đến Thái Khư Thiên, chỉ có chỗ này là còn thiên địa linh khí. Thái Khư Thiên tụ tập nhiều cường giả là còn chưa suy sụp, suy bại tử vong trải rộng khắp vũ trụ nguyên đạo, bia mộ đầy rẫy. Bên trong Thái Khư Thiên có thêm nhiều ngôi mộ, nhiều như rừng rậm. Lại qua mấy ức năm, rốt cuộc cũng sắp luyện thành đạo quân điện. Tất cả sinh linh may mắn sống sót cảm ứng báo tố khủng bố sắp đến phá hủy tất cả. Thần điện đứng thẳng trong Thái Khư Thiên, đại biểu cho hy vọng cuối cùng của thời đại nguyên đạo. Rốt cuộc cũng chế tạo xong đạo quân điện vào phút chót trước khi tịch diệt kiếp đến. Bên trong Thái Khư Thiên có vô số sinh linh ngước đầu nhìn thần điện. Tồn tại mạnh nhất thời đại nguyên đạo, tốn 28 ức năm mới chế tạo ra báu vật là hy vọng cuối cùng. Thế nhưng chỉ có 100 người được vào trong tránh né kiếp số khủng bố này. Nếu nhiều hơn một người, không ai bảo đảm đạo quân điện có đến được tận cùng thời gian và không gian hay không. Ai có tư cách vào đạo quân điện đây? Vô số cặp mắt mong chờ nhìn thần điện, không khí thật nặng nề. Thiên đế thiên tôn chắc chắn sẽ vào đạo quân điện, vì bọn họ có sức siêu đẳng đưa thần điện đi tận cùng thời gian và không gian, tránh xa tịch diệt kiếp. Vậy là còn 98 danh ngạch, ước vạn vạn chúng sinh bẻ đầu chảy máu để giành giật. 98 danh ngạch không liên quan đến ước vạn vạn chúng sinh, vì thiên đế thiên tôn cần người giúp khởi động pháp bảo trước giờ chưa từng có này, bảo đảm đạo quân điện có thể vượt qua thời gian và không gian. Vào đạo quân điện phải là đạo quân tuyệt đỉnh. Giờ phút này, thiên tôn công giác càn không còn vẻ bất cần đời như trước, mắt lướt qua các đạo quân, giọng khàn khàn nặng nề. Các vị đạo hữu, có ai đồng ý ở lại không? Không gian tĩnh lặng, Thái La đạo quân đột nhiên cười lớn phá vỡ im lặng. Ta muốn ở lại chứng kiến hạo kiếp này. Vào đạo quân điện sẽ gánh chịu trách nhiệm thẳng tiến tận cùng đại đạo, gánh nặng sống lại chúng sinh, tái hiện nguyên đạo. Ta không gánh nổi nên chọn việc nhẹ nhàng hơn một chút ta. Còn có thể khai sáng cấm khu, vậy hãy để ta làm, còn ai đi theo ta không? Thần dị đạo quân bước ra khỏi đám người, cười nói. Gánh nặng đương nhiên để cho thiên đế, thiên tôn phác rồi, ta cũng chọn việc nhẹ nhàng. Chết trong cấm khu, thế nhưng thần hồn bất diệt, còn có cơ hội vực dậy. Thiên Cổ lão quái, còn các ngươi thì sao? Thiên Cổ đạo quân bước ra cười nói. Nếu hai cái lão già các ngươi đã chọn ở lại, thì sao ta ngoại lệ được? Ta, còn ta nữa. Ta sống đã lâu rồi, cái gì cũng thấy rồi, thế nhưng chưa thấy tịch diệt kiếp kia. Ta muốn ở lại, nhìn cảnh tượng đồ sộ này. Không ai được giành với ta, nếu không sẽ biết tay ta. Hey, tư chất của ta ngu dốt, tự hỏi không thể đạt đến tận cùng đại đạo, nên cái chuyện sống sót truy cầu tận cùng đại đạo hãy giao cho người trẻ tuổi đi. Các đạo quân bước ra, không lâu sau có hơn 200 đạo quân tự nguyện buông bỏ, còn lại hơn 70 đạo quân là người trẻ tuổi có tư chất xuất chúng, tiềm lực lớn. Giang Nam lắc đầu, chọn 20 người mạnh nhất trong số đạo quân bỏ cuộc. Giang Nam nói, không có các ngươi phụ tá thì không đưa đạo quân điện
đến tận cùng thời gian và không gian được. Xin mấy vị đạo hữu hãy đi theo chúng ta. Chỉ còn lại có 3 danh ngạch thôi. Công Giác Càn đột nhiên kêu lên: Nguyên Thanh! Một nữ đạo quân lặng lẽ bước ra, đứng trong số đạo quân tự nguyện ở lại, ánh mắt phức tạp nhìn Công Giác Càn. Công Giác Càn khàn giọng nói: Nguyên Thanh, nàng cũng vào đạo quân điện đi. Nguyên Thanh đạo mẫu đứng im không động đậy. Công Giác Càn sốt ruột chạy lên kéo tay Nguyên Thanh đạo mẫu vào đạo quân điện. Bệ hạ, còn lại 3 danh ngạch không cần chọn nữa. Thái La đạo quân trầm giọng nói: Bệ hạ nên chữa mấy danh ngạch cho đế hậu nương nương và tử tự của mình. Giang Nam nhìn Quỳnh Hoa nương nương và những nữ nhân đã gả cho hắn, hậu cung quá đông, các cuộc tình mây mưa để lại nợ tình. Giang Nam chân thành tha thiết yêu mỗi một nữ nhân, không chi rõ yêu ai sâu đậm hơn. Nhưng bây giờ chỉ có một danh ngạch, Giang Nam đành phải lựa chọn. Chỉ có 7 người được đi theo Giang Nam. Hậu đại của hắn là một gia tộc khổng lồ, những người này cũng nhìn hắn. Ánh mắt Giang Nam lướt qua các khuôn mặt quen thuộc, hắn nghe thanh âm mình lạnh lùng nói: Phi tử, tử tôn hậu bối của ta phải có tư chất đạo quân mới được vào đạo quân điện, những người khác ở lại. Giang Nam giơ tay lên lướt qua các khuôn mặt nữ nhân mình yêu, sau đó chọn một người, tim hắn như tan nát. Giang Nam chỉ vào Thiên Phi, ngón tay lướt qua Quỳnh Hoa nương nương, tạm dừng một giây, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào. Quỳnh Hoa nương nương ngạc nhiên, Giang Nam mặt không biểu tình, di chuyển ngón tay lướt qua các nhi nữ. Mỗi khi di chuyển một phần là tim của Giang Nam lại đau nhói thêm. Mái tóc Giang Nam dần hoa râm, ngón tay di chuyển như có thời gian xẹt qua, làm cho hắn bất giác như già nua thêm. Cuối cùng Giang Nam chọn ra một hậu đại có tư chất đạo quân. Cứ vậy đi. Giang Nam nghe bản thân mình nói: Chúng ta nên lên đường. Quỳnh Hoa nương nương run giọng hỏi: Bệ hạ không mang theo nữ nhi của mình hay sao? Quỳnh Hoa nương nương kéo Giang Ái Quỳnh ra khỏi đám người, ánh mắt Giang Nam lạnh lùng lắc đầu: Bệ hạ hãy mang nàng theo. Quỳnh Hoa nương nương run giọng nói: Mang nàng theo? Nàng là nữ nhi của chúng ta, đưa danh ngạch của ta cho nàng đi. Phải rồi, hãy để Ái Giang thay ta, còn ta ở lại. Sau này khi bà hạ thấy Ái Quỳnh sẽ nhớ đến ta. Đạo quân điện sắp khởi hành. Quỳnh Hoa nương nương đứng ngoài thần điện cười nhìn Giang Ái Quỳnh theo Giang Nam đi vào trong. Một vị đạo quân khi sắp vào đạo quân điện, thấy mảnh đất trước đại điện có một mầm thần tang thụ đang đung đưa, không người đào cái cây và đất lên, người mua đất ôm cây vào trong đạo quân điện. Két một tiếng, cửa đạo quân điện khép lại, thần điện bay lên hướng tới chính giữa vũ trụ nguyên đạo. Thái Khư Thiên di chuyển theo, nhiều đạo quân thúc đẩy bay tới trung tâm vũ trụ nguyên đạo. Nơi đó, đạo quân điện ầm ầm xuyên qua thời không, gánh lấy hy vọng cuối cùng của thời đại nguyên đạo, bay hướng tương lai, bay tới tương lai tận cùng thời gian và không gian, không có tịch diệt kiếp. Thời gian trôi qua, tương lai không biết, nên đạo quân điện không thể tạm dừng ở vị trí nào. Đạo quân điện chỉ dừng lại ở tận cùng thời gian và không gian, bởi vì nơi đó, thời gian và không gian đứng lại, chỉ có trận tịch diệt kiếp cuối cùng, không còn là mờ mịt, không biết nên đạo quân điện mới dừng lại được. Đạo quân điện xông vào thời gian tương lai, ngay khi đó người trong thần điện sẽ cảm ứng đại kiếp nạn hủy diệt bộc phát, thời đại nguyên đạo chính thức hủy diệt. Rốt cuộc đạo quân điện cũng bay tới tận cùng thời gian và không gian, hơi ngừng lại đáp xuống trận tịch diệt kiếp cuối cùng. Mọi người mở cửa ra nhìn đường đạo quân điện đi đến. Thời đại nguyên đạo gần trong gang tấc, thời gian xảy ra trước đạo quân điện trở thành sự thật đã định, sự thật không thể thay đổi. Phía trước thần điện, thời đại nguyên đạo đang hủy diệt. Người thân, thê tử, tử tôn đời đời của bọn họ, chiến hữu, đạo hữu đều chết trong đại kiếp nạn, bọn họ thì bất lực. Mọi thứ trong thời đại nguyên đạo bị hủy diệt, đạo quân còn sống sót đoàn kết với nhau. Tại nơi đạo quân điện rời đi, dùng đại đạo bản thân biến thành cấm khu liên miên một dải, định che chở sinh linh ít ỏi còn sống sót. Bọn họ thất bại, các sinh linh trong cấm khu lần lượt chết đi, không ai sống nổi. Các đạo quân cũng chết, một số đạo quân cường đại giấu thần hồn ở nơi sâu nhất cấm khu. Giang Nam, Công Giá Càn và các đạo quân hợp sức vận chuyển đạo quân điện, hình thành lực tràng kỳ lạ bảo vệ thần hồn của bọn họ, để thần hồn bất diệt. Cấm khu đó không còn người sống sót, tịch diệt thiên hỏa
bốc cháy bên ngoài. Nơi này trở thành vô nhân cấm khu. Vô nhân khu cũng hình thành từ đó. Bên trong đạo quân điện, không biết là ai nhỏ giọng nói: tận cùng đại đạo, chúng ta phải tu luyện đến tận cùng đại đạo. Chỉ có tận cùng đại đạo mới xoay chuyển thời gian. Mặc kệ tịch diệt kiếp cứu bọn họ ra trước khi tịch diệt kiếp đến. Tồn tại tận cùng đại đạo có thể xoay chuyển thời gian được hay không, có thể can thiệp sự thật đã xảy ra được hay không thì không ai biết được. Nhưng lời đó làm cho người ta dấy lên hy vọng. Thời gian cũng chậm rãi trôi, dòng chảy thời gian vẫn xuôi tới trước. Tịch diệt thiên hỏa bộc phát, dưỡng dục ra một thời đại khác, thời đại nguyên khởi. Trong đạo quân điện có đạo quân chìm đắm truy cầu tận cùng đại đạo, nên tạo hóa giữ đường biến thành tiên thiên linh bảo. Có người biến thành tiên thiên pháp bảo. Thời đại nguyên khởi cũng là một thời đại xuất sắc. Có nhiều đạo quân cường đại sinh ra, thế nhưng không bằng thời đại nguyên đạo. Giang Nam và Công Giã Càn xuất thế, dẫn độ đạo quân cường đại nhất và đạo quân điện, mời bọn họ cùng nghiên cứu tận cùng đại đạo. Dù làm như vậy thì đạo quân trong đạo quân điện vẫn cứ ít dần đi. Giang Ái Quỳnh không có tư chất đạo quân nên nàng xuất thế, đi vào thời đại nguyên khởi, muốn qua rèn luyện bù đắp thiếu sót của mình mà chứng đạo quân. Giang Ái Quỳnh đi chuyến đó không còn trở về nữa, chết trong thời đại nguyên khởi. Giang Nam rất buồn bã, hắn trở nên yên lặng, ít nói. Lại có người tọa hóa là Hoàng Thệ đạo quân đứng sau Giang Nam và Công Giác Càn, biến thành một tiên thiên chí bảo. Chấp niệm tận cùng đại đạo khiến cho bọn họ quên mối nguy hiểm của tận cùng đại đạo. Đi sai một bước là sẽ tọa hóa, người biến thành pháp bảo. Đến cuối thời kỳ thời đại nguyên khởi, đạo quân xuất thân từ thời đại nguyên đạo chỉ còn lại có hơn 30 vị. Hậu nhân của Giang Nam có tư chất đạo quân cũng tọa hóa. Giang Nam nói với Thiên Phi nương nương: Thiên Phi, ta đi ra ngoài với Công Giã tiên sinh một lát. Hiếm khi Giang Nam nở nụ cười, đã mấy chục ức năm hắn chưa cười. Bên kia Công Giác Càn cười nói với Nguyên Thanh đạo mẫu: Nguyên Thanh, ta và Thiên Đế đi ra ngoài một lát. Thiên Phi đạo tôn nhìn Giang Nam mắt rưng rưng, nàng nhận ra điều gì đó. Thật lâu sau, Thiên Phi đạo tôn sửa sang quần áo Giang Nam, vuốt thái dương tóc bạc của hắn. Thiên Phi đạo tôn nhẹ giọng hỏi: Khi nào trở về? Khi nào trở về sao? Ta cũng không biết được. Giang Nam nhìn Công Giã Càn, gã đang từ biệt Nguyên Thanh đạo mẫu, hai người đi ra ngoài đạo quân điện. Thiên Phi đạo tôn chạy theo, nhìn bóng lưng Giang Nam và Công Giã Càn khuất xa. Thiên Phi đạo tôn hét lên: Ta chờ ngươi tại đây, nhất định phải quay về. Giang Nam phất tay cùng Công Giã Càn đi xa, hắn cười nói: Ta sẽ về. Giang Nam cùng Công Giã Càn đi vào tịch diệt thiên hỏa. Sau khi thời đại nguyên khởi bị hủy diệt, dùng hỗn độn che người trong đạo quân điện quan sát. Hai người đi trong hỗn độn thật lâu, sau mới dừng bước lại. Đế Giang, suy nghĩ của ngươi giống như ta đúng không? Công Giã Càn im lặng một lúc, sau chua xót nói: Ngươi và ta tuy luôn đối đầu nhau, cứ đánh suốt, thế nhưng đời này, kiếp này, chúng ta chưa dốc hết năng lực giết đối phương bao giờ. Hay ta kích thích tiềm năng đối phương, thế nhưng chưa đến cực hạn. Giang Nam gật đầu nói: Nếu chúng ta liều mạng đấu một trận, không chừng có thể đi đến tận cùng đại đạo. Thế nhưng trận chiến này, có lẽ một trong hai ta sẽ chết đi, chết hoàn toàn. Hai người đồng thanh kêu lên: Người là bằng hữu tốt nhất của ta. Công Giã Càn cười lớn, tiếng cười như nức nở. Công Giã Càn lau khóe mắt ướt lệ nói: Sống trên đời được một bằng hữu chí cốt như vậy là đủ rồi. Đế Giang, Giang Thái Khư, người ra tay đi, để trận chiến cuối cùng của chúng ta bắt đầu. Dốc hết sức ra chiến đấu, giúp đối phương đặt chân đến tận cùng đại đạo, thay đổi những bi kịch đã xảy ra, đảo điên tịch diệt kiếp, tái hiện thời đại nguyên đạo. Mời, mời. Công Giã Càn gầm lên, khí thế hoàn toàn bùng nổ, lay động hỗn độn và tịch diệt thiên hỏa trong hỗn độn. Giang Nam nhìn Công Giã Càn chầm chầm, lắc đầu nói: Đừng làm vậy, Tiên Đông, ta sớm đã tỉnh lại mà ngươi vẫn ở trong mộng. Ngươi và ta không cần đánh nhau trong mộng làm gì. Tiên Đông nên tỉnh dậy đi. Công Giã Càn sừng sốt, khí thế càng cuồng bạo. Công Giã Càn tức giận quát: Giang Thái Khư, Đế Giang, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Đến đây, hai ta đánh một trận, sảng khoái đánh đi. Dù là ngươi chém ta,
hay ta giết ngươi. Người sống sót có cơ hội thẳng tiến đến tận cùng đại đạo. Giang Nam đứng trong hỗn độn không giới hạn và tịch diệt thiên hỏa, nhìn Công Giã Càn, người bằng hữu quen nhau hơn 100 ức năm. Ánh mắt Giang Nam sáng trong, nhìn Công Giã Càn nổi giận, hắn nói: "Tiền ông, bình tĩnh đi. 112 ức năm nay ta từng lạc mình, cho rằng ta là Giang Thái Khư, bằng hữu chí cốt của ngươi, cho rằng ta từng là đế giang. Ta giống như đế giang, yêu mỗi một nữ nhân hắn từng yêu, mỗi một nhi nữ, mỗi một sinh linh nguyên đạo. Nhưng ta không phải, rốt cuộc ta vẫn không phải là hắn ta. Ta rất muốn mình là hắn, nhưng ta có nữ nhân mình yêu, ta có nhi nữ của mình, có đạo hữu của mình, có thời đại của mình. Có lẽ người muốn đánh một trận với ta, để ta lĩnh ngộ ảo diệu tận cùng đại đạo. Có lẽ người muốn trục tội, mượn tay ta giết ngươi trong giấc mộng của ngươi, chuộc tội với đế giang, chết trong tay ngươi. Nhưng ta không phải hắn, ngươi nên tỉnh lại, đưa ta về thông thiên các đi." Công Giã Càn gào thét: "Giang Thái Khư, qua hơn 100 ức năm xảy ra nhiều chuyện như vậy mà ngươi vẫn chưa tỉnh mộng hay sao? Lúc trước ngươi nói mình tỉnh lại thì ra là giả bộ." Giang Nam lắc đầu nói: "Không phải ta chưa tỉnh, ta sớm nhờ vào tay Thiên Phi thức tỉnh rồi. Ta tỉnh khỏi cơn mộng của ngươi, còn ngươi thì chưa, nên ta bị nhốt trong này. Đạo hữu à, ta trải qua cuộc đời của Giang Thái Khư, xem mình là hắn, cảm nhận bi thương cuộc đời của ngươi và hắn ta. Ta tôn kính ngươi, nhưng đi đến bây giờ ngươi không cần tiếp tục nữa đâu. Nếu đi tiếp ngươi sẽ chết trong mộng, mãi mãi ngủ say không tỉnh dậy." "Cầm miệng!" Công Giã Càn hét lên: "Đây là giấc mơ, ngươi nhờ vào Giang Thái Khư lấy mộng nhập đạo biến ra đúng không? Rất giống với thật, làm ta mộng về nguyên đạo, trải qua thời gian tương lai tươi sáng, vui buồn lẫn lộn." Giang Nam nhìn Công Giã Càn biến mất, bình tĩnh nói: "Ngươi và Giang Thái Khư vừa là địch vừa là bạn. Nghiên cứu lấy mộng nhập đạo của Giang Thái Khư có lẽ còn hơn bản thân hắn ta. Trong giấc mộng của mình, người tái hiện thời đại nguyên đạo, ta cũng bị che mắt đi. Giấc mơ của ngươi quá mạnh, thực thể hóa mọi thứ trong thời đại nguyên đạo, khiến ta cho rằng những gì trải qua trong thời đại tiên đạo chỉ là mơ. Khi ta chứng đạo quân cũng không cảm ứng có gì lạ, lúc ấy ta đã tin mình chính là Giang Thái Khư. Thế nhưng bức tranh Thái Khư chứng đạo của Thiên Phi làm ta giật mình tỉnh lại trong mộng của ngươi." Giang Nam lấy ra bức tranh, nhẹ nhàng mở nói: "Tiên ông, ngươi hãy xem trong tranh là ai." Công Giã Càn nhìn tranh, đạo quân trẻ tuổi trong tranh có muôn vàn dị tượng quanh thân. Đạo quân rũ mi mắt xuống, bi thương rơi lệ: "Rõ ràng là ngươi." "Không, không phải ta." Giang Nam lòng máy động, tiên thiên bất diệt linh quang bay ra, tạo thành minh kính phản chiếu khuôn mặt hắn. Nam nhân trong tranh và trong gương mặc dù khí chất giống nhau, thế nhưng bề ngoài thì khác, là hai người khác nhau. "Ta trông thấy bức tranh Thái Khư chứng đạo này của Thiên Phi mới giật mình hiểu ra đây chỉ là giấc mơ của ngươi. Cho nên tất cả sinh linh được ngươi tạo ra trông thấy ta đều là hình dạng trong tranh, là Giang Thái Khư trong ký ức của ngươi. Còn ta, ta nhìn ta vẫn là bộ dạng cũ. Mọi người nhìn ta là hình dạng trong tranh, thế nhưng mặt thật của ta không phải như vậy. Điều này chứng minh không phải ta nằm mơ, mà là giấc mộng của người khác kìa. Người đó mạnh đến nỗi thực thể hóa mộng cánh, mỗi người trong mơ sống động như thật vậy." Trong mắt mọi người nhìn Giang Thái Khư là hình ảnh trong tranh, Giang Nam cất tranh đi buồn bã nói: "Giang Thái Khư đã thân tử đạo tiêu rồi, còn ai dò lấy mộng nhập đạo đây? Chỉ có Quỳnh Hoa nương nương nói thỏ già Công Giã Càn." "Tiên ông à, ta không phải Giang Thái Khư của ngươi, cũng sẽ không cho ngươi mượn tay của ta chém ngươi trong mộng đâu. Có lẽ ngươi hy vọng ta sẽ chém ngươi, vậy thì ta sẽ biến thành Giang Thái Khư, đi tiếp con đường của ngươi không thể đi hết được. Nếu ta kế thừa mọi ký ức của Giang Thái Khư, cho rằng Giang Nam Giang Tử Xuyên chỉ là một cơn mơ, phải chăng lúc đó ta sẽ trở thành Giang Thái Khư thật ư? Nhưng ta có nỗi vướng bận của mình." Công Giã Càn đứng ngây ra như phỗng, im lặng thật lâu, sau bật cười nói: "Vẫn bị ngươi nhìn thấu được. Thái Khư, ngươi không uống là bằng hữu tốt nhất của ta, đối thủ mạnh nhất của ta, vậy mà cũng không lừa ngươi được." Giang Nam nhíu mày nói: "Tiền ông, ta đã nói rồi,
ta không phải Giang Thái Khư, ta là Giang Nam, Giang Tử Xuyên. Công Giã Càn cười to nói: Đế Giang, ngươi và ta tranh đấu hơn 100 ức năm, ngươi nghĩ ta sẽ nhận sai người hay sao? Tuy kiếp này mặt mũi ngươi thay đổi, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Ngươi chết trong hỗn độn hơn 1000 ức năm, bên trong hỗn độn vang vọng hồi âm của ta, kêu gọi ngươi trở về, cuối cùng tụ tập tàn hồn để ngươi chuyển thế làm một thư đồng trong huyền minh nguyên giới. Mới vừa rồi ngươi nói ta định mượn tay của ngươi để giết chính mình, để chuộc tội với bằng hữu cũ. Phải, không sai. Thế nhưng mục đích quan trọng hơn là vì để cho ngươi nhớ lại kiếp trước của mình. Giang Thái Khư, quay về đi. Giang Nam nghe vậy buồn cười nói: Tiền ông, ngươi thật sự nhận sai người rồi. Không, bao nhiêu tồn tại đã gọi ngươi là Đế Giang, chẳng nhẽ bọn họ cũng nhận sai người hết hay sao? Công Giã Càn kiên quyết nói: Tiếng vọng trong hỗn độn có phải rất quen thuộc với ngươi hay không? Khi ngươi nghe tiếng vọng đó, ngươi có thấy quen thuộc không? Có thể từ ngàn ức năm trước có người từng kêu ngươi như vậy. Kiếp này tu vi của ngươi kinh người, chẳng lẽ không phải là di trạch từ kiếp trước hay sao? Đế Giang, ngươi phủ nhận mình là Giang Thái Khư, nghĩa là phủ nhận mình kiếp trước kia. Giang Nam cười nói: Kim định thắng cổ, nhân định thắng thiên. Một người nếu tất cả thành tiêu đều là di trạch kiếp trước thì thật khiến người ta thất vọng. Giang Nam cười nói: Đường ta đi tuy nhờ vào sức mạnh thời thế tạo anh hùng, nhưng chỉ có nhân tài bắt chặt thời thế mới là anh hùng thật sự. Không nắm bắt được thời thế thì chỉ là một kẻ thất bại. Người thấy người ta thành công cho rằng người đó dựa vào di trạch của kiếp trước, nhưng người không thấy sau lưng người ta thành công có ức vạn người đã thất bại. Thành tựu cả đời của ta đa số dựa vào sự cố gắng của mình mà giành lấy, tự mình đấu tranh liều mạng giành từng phần. Sau lưng của ta có vô số kẻ thất bại, ta đánh bại bọn họ đường đường chính chính mà leo lên đỉnh. Tiền ông, người khiến ta thừa nhận thì ta sẽ là Giang Thái Khư, không thừa nhận nghĩa là phủ nhận trước kia, vậy chẳng phải phủ định cố gắng đời này của ta hay sao? Huống chi, Giang Nam nghiêm túc nói, di trạch kiếp trước gì gì đó ta không thấy một chút gì cả. Tiên ông, người quá cố chấp rồi, hãy tỉnh lại đi, giải trừ giấc mơ của mình đi. Công Giã Càn cười to nói, người là Giang Thái Khư, chắc chắn như vậy. Người phát hiện giấc mơ của ta thì cũng tỉnh ngộ kiếp trước kiếp này, bởi vì ta dùng công pháp của ngươi tạo mộng nên mới bị ngươi nhìn thấu nhanh như vậy. Ánh mắt Công Giã Càn chân thành nói, Thái Khư, đây là công pháp ngươi dùng để tạo mộng, chắc chắn ngươi có thể phá giải được nó mà. Bây giờ hãy thi triển lấy mộng nhập đạo của ta đi, cho ta xem thủ đoạn của ngươi đi. Hãy dùng lấy mộng nhập đạo để phá giải dùng mộng nhập đạo. Giang Nam ngồi xếp bằng, Tiền ông, phải làm sao thì ngươi mới chịu tin đây? Giang Nam trầm giọng nói, phá mộng nhập đạo của ngươi không cần dùng lấy mộng nhập đạo. Tiên thiên bất diệt linh quang bay lượn quanh người Giang Nam, tiên thiên ý cảnh vô cùng tinh diệu cao sâu cũng hiện ra, các diệu âm đại đạo ầm vang dao động, vang vọng hỗn độn, chấn động tịch diệt thiên hỏa. Loại ý cảnh này cao thâm khó dò, huyền diệu khó giải thích được, không thể nghĩ bàn. Hỗn độn vô biên xung quanh và tịch diệt thiên hỏa bắt đầu sụp xuống nhập vào cơ thể Giang Nam. Đây chính là tiên thiên nguyên thủy, đây là diệu cảnh tiên thiên nguyên thủy. Thanh Liên tiên tôn từng đánh gãy quá trình Giang Nam ngộ đạo tiên thiên nguyên thủy, làm cho hắn khổ sở truy tìm, thế nhưng mãi không vào cảnh giới này được. Hiện giờ Giang Nam lại bước vào cảnh giới huyền diệu này, dùng tiên thiên nguyên thủy phá giải lấy mộng nhập đạo của Công Giã Càn. Nguyên vũ trụ hỗn độn trở nên kỳ lạ, như thể trước khi bị biến thành tiên thiên nguyên thủy thì diễn biến là một thời đại nguyên thiên. Có đạo chủ thời đại nguyên thiên xuất hiện, nhưng mới hiện ra đã vặn vẹo rơi vào người Giang Nam, đồng hóa thành tiên thiên nguyên thủy. Vũ trụ hỗn độn lại thay đổi, sắp hình thành thời đại nguyên diệt, nhưng trước mặt tiên thiên nguyên thủy thì không có chút sức ngăn cản. Vũ trụ hỗn độn biến ra từ giấc mơ tiếp tục rút nhỏ lại, từ thời đại nguyên diệt đến thời đại huyền đạo, rồi thời đại xiển đạo, thời đại linh bảo. Các thời đại càng lúc càng nhỏ. Thiên đạo, tam nhãn, khôi lỗi, thú đạo, huyết tộc, thánh đạo, sa môn, cự linh, hồn đạo, nhân đạo, thần đạo, yêu đạo, rồi ma đạo. Các thời đại vừa sinh ra đã tan biến, không thể chống đỡ một giây trước
trước tiên thiên nguyên thủy. Đến thời đại chú đạo, buông xuống một giây liền biến mất trước tiên thiên nguyên thủy. Cuối cùng hỗn độn biến mất, tịch diệt thiên hỏa bị quét sạch. Giấc mơ của Công Giá Càn sụp đổ, không còn tồn tại. Chỉ còn lại Công Giá Càn đứng trước mặt Giang Nam. Giang Nam mộng về nguyên đạo hơn 100 ức năm, cảm động như Giang Thái Khư, kinh nghiệm như Giang Thái Khư, rốt cuộc cũng hoàn thành tiên thiên nguyên thủy, bước ra được một bước. Đạp ra được một bước, tiên thiên nguyên thủy của Giang Nam vượt qua tiên thiên hồng mông, tiên thiên nhân quả, tiên thiên hỗn độn, rốt cuộc cũng đại thành. Hiện giờ, bất cứ đại đạo nào ở trước mặt Giang Nam không còn bí mật gì nữa. Tiên thiên nguyên thủy là một loại đạo tâm chạy thẳng đến tận cùng đại đạo. Dù là tịch diệt kiếp, hủy diệt thời gian và không gian cũng không thể phá tan đạo tâm. Tiên ông, ngươi nên tỉnh mộng. Mái tóc bạc biến mất, Giang Nam từ già nua biến trẻ trung, phục hồi mặt mũi như cũ. Giang Nam nhìn Công Giá Càn, thẫn thờ đứng nghiêm như tượng. Vẻ mặt Công Giá Càn đờ đẫn như bắt đầu già đi. Chớp mắt, tóc bạc phơ từ người trẻ tuổi điển trai biến thành một lão nhân tóc trắng xóa.